Giờ mình chấp đam chúng tôi mới tiết part thứ bảy chúng tôi thứ bảy những gì đã tôi chúng mình hồ với storage product architecture chẳng là khả năng chúng tôi thứ mười chúng tôi thứ bảy những gì chỉ general thật ta general architecture about storage miền class miền method expansion class hoặc là những gì specifically là hồ với product chẳng là cái chia detail architecture robot controller nó có hồ với product chẳng dân bạn đang ấy thành được một box phía mũi vì ai miền BBU miền battery backup vì ai miền fan module vì ai miền front end interface rồi có anh front end interface này miền front end interface đây là cứ support operation chỉ mỗi năng host nơi gần cái này chính bên này để dân dây pi front end có dân dây tôi dây pi back end operation đảm bảo connect controller pi chụp này cho nên con ông Huawei product bên này đã biết connect controller A hay controller B đã ra đã biết chỉ active active cho nên architecture của Huawei cứ connect PCIe Gen 3 đã miễn bằng bảy lens ở controller pin score này bởi vì đang ngay tháp bên này đã biết work active active with the main backplane cái hậu backplane architecture đã via trở direct connect group component đó trong storage system này với bên này để dùng mũi tiết via trở miền management room này trong storage system nó bên này để tụ bay chỉ miền pi controller cái đó còn đây bây giờ lock cho tới via miền management tầm mũi chứ mà này thà khu cơ bản via miền tầm mũi high synchronize cho cái này trong đó via deploy cái hậu split brain avoidance technology split brain và dân đăng ấy thà bà sân chia nơi khnông cả này active active cái client port bên này đã api đang ở score này hay việc run configuration đôi kia cho nên khnông đang kìm yên concept split brain protection kia đã cho mình storage mỗi đã ai miền khu cơ bản pi chẳng kìm trở miền split brain protection technique đảm bảo thương mách ai architecture này viên ở tầm mỗi chẳng những khơi back end interconnect nơi khu nông two controller architecture cứ việc khả năng bài năng nếu cái architecture nó có multiple controller dial chỉ tu tới đối chỉ bộ Azari bằng mỗi pawn bằng bảy pawn này nữa cứ multi controller hoặc là mình controller đó 4 hoặc là mình controller đó 7 chỉ tôi tới này đồng này most likely nâng chụp do two controller phần tay bà dân chỉ mình project thông bà dân chụp multi controller bộ sử dụng mỗi bộ này cho nên trong multi controller được nghĩa đối nhóm bạn lực lạc hàng đám via deploy architecture direct interconnect cho nên trong architecture direct interconnect cứ mình nâng connect group component đồng chụp nghĩa đôi khi chúng mình đưa controller đấy việc cái này PCIe Gen 3 lanes đã bay interconnect controller chỗ kia anh đang cứ chỉ backplane interconnect nơi con management đôi khi đảm bảo ao management control robot storage đôi khi cứ việc para interconnect banner mỗi bên tiết anh ấy cứ chỉ architecture để apply nơi con storage thông thông mà nó đối chụp của Dorado rồi có all flash storage bộ sử dụng bài bốn hay là bộ sử dụng một bốn phần bài rồi most likely mình nghĩ chụp project bài mình thấy anh kết bên tay we support full mesh architecture nếu không full mesh architecture cứ việc support technology mỗi chúng ta front end interconnect nhưng đang ngày thà được không bộ thông thông chứng controller với mình chưa nè còn đây thường mấy ai à front end interface với nè về từ call back end đó chúng ta thà được không controller dùng mỗi miền bầm bay ở thì họ được không story appliance mỗi dùng miền bầm bay controller được không nói thiệt chứ thứ mấy ai front end
nâng từ scroll back end tầng off chứ nâng nâng vì mình technology mỗi chúng ta phim rồi có front end interconnect module đã viết chứ mình interconnect group controller tầng off chứ mỗi nâng back end interconnect module hai back end interconnect module nâng có trở bánh chỗ cái tầng off chứ mỗi nâng storage architecture chứ bên này là vì mình architecture bài nâng hai từ vì ai thử mấy connection bằng front end mối I connect tới group đi tầng off để cái storage system chẳng cái đó là support fully share front end interconnect IO module we support fully interconnect among controller chẳng cái nông controller anh ý cứ we interconnect based lửa PCIe anh ý we connect based lửa RDMA dừng đó là PCIe Gen 3 we support time gigabyte đấy, nước nông mà LAN, trên nước nông này bấm bay LAN, we support bấm bay gigabyte. Phần tai, xem ra audio we support down 100 gig. Chứ mà này ta interconnect roaming controller, nước nông full mesh architecture, cứ we support down 100. Yeah, đấy đi. Anh ấy gigabyte đấy xong tục. Nước nông bây giờ cứ bấm bay nó bấm bay gigabyte, anh ấy gigabyte. Chứ bị thốn. Bấm bay gigabyte. Up 100 gigabyte. Phần bài tới việc bàn phải hai chị đọc chi cầm bài đây trên việc thông chiến interconnect và base layer PCI PCIe trên này cái nón kia ta kia ra ODMA đồng bài connect controller cho cái này anh đi cứ chia ODMA connection để đợi sao về cái cụ tụi túi trên cái ai fully implement interconnect between bấm bay đập pi hàng đập bấm controller cho kia base là RDMA share interface module cho nên cái nón này có cái miếng technology đập bay connect back end đấy chứ đập bay ở back end đi từ off score group controller có cái miếng architecture mới chúng một đôi chữ điện là đấy cứ back end interconnect module để lại connect disenclosure anh thử mấy ở vị share resource từ group port đó cho nên cái nón này controller viết highly redundant controller code mùi code pi ấy đưa cho bạn nhé trên này cái nông cái này kia bà hai pi scale out technique nơi nông fully interconnect disenclosure bên này là dùng miền controller lớp vi mùi hai dùng trong connect disenclosure chỗ này dùng thử connect tam recommendation cho anh đi bà hai chìa RDMA port chúng dùng connect cho smart enclosure, cho nên cái chip disenclosure, anh ấy có chip disenclosure, chúng disenclosure nó I provision storage the can controller thì mỗi phong controller thì pi phong. Với đặc này cái ta smart enclosure has a group of uplink port that can connect to two controller enclosure, okay? Chúng vì I connect tới two controller enclosure, đối với bạn khơi được cái nó rupi bên này chứ. Đấy, cái này dùng trong scale up storage. Lúc cũ ơi, vậy thác hai nhóm hot khơi hụ võ luôn. Ôi, ok rupi. Oh, bài chỉ internet chúng đặt sầm tục, việc đặt mình nhận, à là khơi mình đây. Bạn khơi mấy lúc cũ? Bạn internet chúng đặt tứ, tao bị load lang mình tới việc bạn share, mình play mới đây. Ok, trả chứng nhận bật to tiệt. Chế bên này dùng dưới đó fully interconnect back end, fully interconnect front end. Dùng cơ trời dưới đáy thả a cache với nó. Thả ta bị thương mấy đồng bây share. Vô dùng đăng này thả front end, back end. Vì còn là chỉ port dial direct connect to host. Hay là chỉ port dial connect direct to DC. Vẫn ta dùng khăn đồng port cứ a cache với nó. Chế nên nó hô với cái deploy end to end global resource sharing. Chính end-to-end global resource sharing kia refer tới global cache này. Dân trở đến operation ta bây giờ đã bị write multiple một port khi bị write cho front-end. Chính front-end port chính là tự tu là IO nó muốn kì. Bởi bên này đã bị cho mau controller bị rốt cho mau controller khi bị rốt cho front-end nó muốn kì. Bên này đây về rốt cho front end xưa đã ta cache nó viên thường mấy đầm bầy ở front end được ổn nữa
miền cast tại mùi cho nên không Huawei về miền technology mỗi một global resource sharing cho nên global resource sharing vì cái global cast technology đã system I write IO đã từ tool bar nó bị host bị VM nó cho được cast đã cast nó cứ end to end interconnect chỉ mỗi nâng front end hay nâng back end nhé. Đi back end, đi front end, đi back end. Chẳng tụi bây giờ mình port và mang cái đó nó cùng front end. We apply global cache technique. Chẳng trong cái đó IO nó cứ cho máu global cache đây. Tầm mùi. Chỉ tụi tới global chỉ tụi tới Huawei có bra phong đáy DHT đã chia algorithm nếu không dual controller storage nhưng bạn dạy thà we mean land ownership chẳng nếu không controller ủ tí dual controller storage architecture với chia direct connect man virtual matrix đoàn như thế anh ấy kì dùm đáy tờ high end storage nếu không ní cứ vì ở mean land ownership ấy. Land ownership. Admin land ownership ban này thầm ấy. Nếu các architecture này bên này dùng bậc land mới, hay dùng provision land năng từ ai host. Chẳng land năng ad belong to controller mới này, anh năng kêu land ownership. Đó là tại vì support virtual matrix recall fully interconnect. Chẳng land năng we all belong to controller này mới. Chẳng là nâng chia belong to all controller chẳng bằng kể ta viên no land ownership vì chi bằng để xa ai kế vì chi bằng để xa viên bài là nâng tới land tui tui chứ vì bụng là nâng tới tui tui hai vì chạy à land tui tui nâng tới controller same thing chẳng vì chạy bằng đời kế chạy bằng để xa algorithm DHT nhé. Nhưng lệch bị bệnh về bản thân hoặc cho bạn bị bệnh về kế chúng việc ra algorithm nó nằm bay slide việc nằm bay pu là nó tự chia chủ đề tối hay distribute là nó tự group controller chứ vì ai achieve rồi có eliminate land ownership of controller ở đây kinh dây và to để tôi chỉ muốn front end interconnect module cái này thì còn trong bàn này thay bản thân chỉ miền rừng ấy cắt lá storage những ai flip nơi không có giá về seconds trên chữ tôi tới cái thay mấy architecture nâng architecture front end interconnect module cứ ở ai host nâng đăng thay miền interruption này đi đó là tại front end interconnect nâng bị share between all controller à lại nick dừng vậy detail này cho nên con global cache này nhưng đang ngày tham the bone pot anh ấy cứ chia technique từ đại đi bên này để dừng right be front end cho nên từ chỗ global cache nhé để ta right chỗ từ global cache cho global cache này handle read write operation cái này cái cú thông giống như là bị share we share between controller. Nếu không cả đấy, dùng miền controller 4, đại dùng miền controller interconnect. Chà, đi cứ chia controller interconnect. Controller interconnect. Chứ nếu không controller interconnect nên đối nhóm bạn dùng miền discount. Nếu không storage thông, đó là ta vì miền capacity thông, từ pra audio máy, đại miền speed đó từ mà chỉ cái bit per second chẳng biết là ở trên PCIe Gen 3 bằng bay lens tiệt chẳng kêu interconnect controller đòi pra cái ODMA chẳng là virtual cache global bên này là việc share between controller có việc through ODMA mà rồi dịnh này nếu nó lại ní anh ấy đưa dương mà discount mình nữa Huawei pra protocol DHT đảm bảo chỉ dùng thử LAN slicing vì dùng bụng LAN nó tụi
hơi vô cái là nó đã cho từ cái controller mùi mùi cho nên cái này nó lấy miền LAN ownership ấy. Này cứ chia concept Red 2.0 plus Red 2.0 plus đây này cần nó nâng kinh dậy vì thử mấy kì dọc lan nâng mọc bì nè cho nên nó gọi lại đi dù miền data strip strip nâng mà này thì chia component nâng red chỉ miền strip tràn nó gọi lại nâng hai strip nâng đọa cho mọc bì nè đọa cho mọc bì this domain thông nâng lại đi chân chỉ tụ tớ cái này cái chọn bạn này thà vì miền cái hàng shared group chúng tôi bây giờ lan nắng vô ra trên bị đi nào cái đói còn tại bên này là vì connect back to cái này ní cứ vì miền bạn này thà vì miền full fully interconnect từ đầm bay vô lan trên bị đi một dùng vậy bị front end chưa đấy anh đi chơi front end anh đi chơi bị back end luôn chả front end cứ chia cái này tới hậu thế back end cứ việc cái này tới đi cho nên cái nông back end kita ta vừa single port connect to a single connection to external system single port connect to four controller in internal system cho nên cái nông cái này cứ việc ra audio rồi dùng bàn discuss vì ra audio may port đảm bảo interconnect back end chỉ muốn đi chẳng kỳ thà bây giờ để kỳ thử chẳng vì miền dual physical links anh ấy cứ chỉ link để dân mượt khơi nhỉ chỉ tôi với nó không store để về back end chẳng kỳ thà vì miền p physical link via balance mà anh ta vì share resource mà cái này hay vì đang đặt bây giờ để mình code chẳng vì ở phải tham buổi đi bên này để dùng trong part time enclosure, chẳng hạn part time với đôi chút recommendation để dùng bản talk mấy nữa, miền audio may expansion, và dùng trong cái này chỉ muốn dùng smart enclosure, disenclosure, smart disenclosure, hiện tại là part audio may port. Nói đến cái gì bắt đầu, tại tôi chỉ muốn dùng active active architecture with full load balancing. Cho nên không nâng những cái điện phòng này vì front end load balancing. Giờ bên này để dùng connect cho front end mới thì ta về share resource hay mấy nữa không đi. Chứ dùng riêng phong đại bị global cache load balancing. Chứ ta ta cache về thường mấy được việc distribute tới group controller đó. Hai mươi tiết dùng miền storage pool load balancing. Bên này để dùng bậc storage pool ta ta thường mấy vì ai make sure ta group controller tầng off main storage pool dial I interconnect back to front end interconnect khnong load balancing manner ban nei khnong dorado ឬ ក virtual matrix architecture via mean នៅ ក្នុង នឹង ស្រេច mong គឺ cache mirroring technology chỉ tới cache mirroring technology ban nei tha vì ai copy cache vì story controller mỗi tới story controller mỗi tiết trong tí hoa ta bây giờ thử scale out dưới bởi cách chuyên controller B khổ khăn nhé trên bên này để vì store cache dừng đăng ai ta bê khắc vì miền remote vì thằng nan local read hay năng nan local write từ lần trên đăng nông cả này nâng dừng ai thử là cache mirroring B story mỗi tới story mỗi tiết bởi nâng nông là story này khối cache năng có vì mũ tới story này đây. Chỉ tôi tới dân thơ chỉ là cái này cái hai to copy cache mirroring và ta dân có ai miền là tập thứ three copy cache mirroring này. Tập bây giờ dân miền multiple controller. Mỗi tiết cái này cái gì failure scenario. Bạn sẽ chỉ code controller mỗi ở đấy. Code controller B ở đây
anh đi kinh dây storage system để miễn P controller với nó không cả này nên người ta cache vía cứ vía ai redirect tới controller xây thiệt bạn không cả này nữa này ủa thì họ lại đi code ủa thì họ lại đi code bây giờ B này bây giờ B mà đang đi đi code bây giờ B hay xí nó mà đang đi nhé như tới việc chỉ riêng thử mấy low balance between controller và storage array thêm mùi anh kinh dây và toàn tích host service switch over upon failure cho bên nào đem storage controller thêm mùi mùi fail vì ảnh phải cho mùi tiết đi đây là anh kinh thả vì mình share backplane chờ lấy cho mà đọc quiz nên không mê đến đi mê đến riêng complain tiết đưa xa vì dây tập backend dừng sơ tay là bỏ hiểm ngọt khởi chờ lấy cho mà đọc quiz sử tìm mùi khi xu tha scale up is a method in which disenclosure are continuously added to existing system to cope with increasing data volumes chẳng scale up bởi dân kịch ở sử dụng vì kỳ chìa và chạy kỳ tế rồi có tích nít đã bà bà nằm bấy add đi bà thay em cho được nóng story array chẳng là nóng cả này ní kỳ tham mấy đã disenclosure đảm bấy add đi chỗ tới căn storage system đã miền rùi chìa sạch đảm bấy đọc sạch và nhá ca căn lãng này storage usage chẳng nâng cứ đơn là true để sai cái scale up cứ biến chẳng việc copy scale out scale up cứ dùng time controller đảm bấy scale out system nâng chẳng scale up cứ vertical expansion scale out cứ horizontal expansion để dùng bật nó không hold horizontal expansion cứ dùng add controller enclosure nó không system nâng bấy scale out vậy. Short answer question. What are the difference between oh anh ấy cứ nhóm bán discount mà nhanh ấy. Chứ bây giờ dưới phía khóc này rồi scale up hay nên scale out cứ scale up chứ vertical expansion scale out cứ horizontal expansion scale up bên này ta dưỡng add đi bởi time cho tất cả existing storage system đó chẳng phải tính storage box đi có storage appliance thầm ấy dưới có add đi cho tới dưỡng ai bà bà này vẫn tay dưỡng trời thì nhớ thá bên cái bên điện thoại scale up vì ở miền bottleneck lơ computing resource robot story appliance bên này dùng miền mission critical application dùng của điện thoại scale out để sản nó không scale out vì bạn both redundancy hay bạn increase computation resource robot storage trên bên này dùng thoại scale out chỉ dùng những miền story appliance thêm mối là dùng miền story appliance đó thêm pi hay vì interconnect nha đó prapra technology để mà discuss IPCA scale out rồi có IP scale out từ tám tụm home robot storage array để dùng para cho nên nhóm ai dựng khác vấn đề này cứ short answer question thả ta sẽ dịp khóc này rồi scale out scale up hơn scale out trên scale up vertical expansion scale out cứ horizontal expansion cho nên cái nông khó nâng chỉ tôi đã riêng architecture riêng bị backplane operation robot storage cho nên không nâng dùng miễn bày chúm nói dùng bàn để dây discuss kia để tôn chú môi nâng story architecture evolution về bị vọt bị môi controller từ đó buồn controller được tràn chứng buồn controller dùng riêng bị story expansion method thật ra bên này để dùng chọn expand chọn scale up rồi scale out dùng thơ ấy khác trong cái đó cứ dùng discuss bị Huawei storage product architecture, you need to copy hardware system architecture, hiding full mesh architecture. Chứ những ai chọn mê thì nâng phần đó.